Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng tỉnh ủy Bến Tre đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết tỉnh ủy đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện đạt kết quả nghị quyết Đại hội 11 Đảng Bộ Tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện nghị quyết tỉnh ủy Bến Tre năm 2023, tỉnh có 15 trên 24 chỉ tiêu đạt và dược, kinh tế trên đà phục hồi và phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kim ngạch xuất khẩu và các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu đều tăng so với năm trước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt và dược kế hoạch dự toán trung ương giao các công trình dự án trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ, trong đó dự án cầu Rạch Miễu 2 và dự án đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2 cơ bản hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV, dự án hồ chứa nước ngọt Lạc Địa, Phú Lễ, huyện Ba Tri, đê bao xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, xã Hưng Phong, huyện Dòng Trơm, hệ thống thủy lợi cấp nước, nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao đạt kết quả quan trọng. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đến cuối năm 2023, bến tre công nhận 16 xã nông thôn mới, 7 xã nông thôn mới nâng cao, 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu hiện toàn tỉnh có 96 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các hoạt động văn hóa xã hội được duy trì và phát triển. Công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện tốt. Quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tai nạn tệ nạn xã hội được kiềm chế. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ kéo giảm trên cả 3 tiêu chí. Đặc biệt trong năm 2023, tỉnh quỹ tập trung lãnh đạo công tác lập quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chính phủ phê duyệt và tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch. Đây là cơ sở quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó ưu tiên phát triển về hướng đông để tạo không gian phát triển mới nhằm phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Năm 2024 là năm thứ tư triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, là năm có tính chất quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần thi đua đồng khởi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng thuận, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển mà tỉnh đã đặt ra để đưa địa phương sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực và cả nước, giúp người dân có cuộc sống ấm no và